Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defense, tiếp tục nói thêm về câu chuyện tiềm năng Việt Nam mua sắm vũ khí từ Hàn Quốc. Nhiều lúc vẫn cứ ngồi băn khoăn, rốt cuộc lý do gì khiến không chỉ Việt Nam mà ngày càng nhiều quốc gia quan tâm tới vũ khí Hàn. Xu hướng này đang không chỉ diễn ra quanh khu vực Đông Nam Á mà lan rộng ở châu Âu và mới đây đã tới cả khu vực Trung Đông, điểm nóng chiến sự suốt hàng thập kỷ qua. Điều đáng nói, ở cả ba khu vực này, lâu nay vũ khí phương Tây và Nga luôn thống trị hầu hết thị phần. Sau này có thêm Trung Quốc nhảy vào chia sẻ chút ít và bây giờ là Hàn Quốc. Theo đó, vào ngày 1 tháng 6, Iraq, một đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, đã công bố hợp đồng tiềm năng nhập khẩu 8 khẩu đội phòng không kiêm phòng thủ tên lửa M-SAM-2 từ Hàn Quốc với tổng trị giá khoảng 2,56 tỷ đô. M-SAM-2 hay còn gọi là Cheongung 2 do Cục Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc ADD thiết kế và được LIGNEC 1 sản xuất cho vai trò đánh chặn các mục tiêu khí động bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và các loại tên lửa đạn đạo. Một khẩu đội M-SAM-2 bao gồm 8 xe phóng tự hành, một đài điều khiển với anten mạng pha bị động và xe chỉ huy. Hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu ở phạm vi 100 km, theo dõi 40 mục tiêu cùng lúc, đánh chặn mục tiêu ở cự ly 40-50 km, độ cao từ 15-20 km. Điều đáng nói, hệ thống này sử dụng một số thành tựu công nghệ từ tên lửa S-350E và S-400 của Nga, bao gồm công nghệ đạn tên lửa 9M-96. Nhưng kể cả có như vậy, M-SAM-2 đang trở thành một trong các hệ thống tên lửa phòng không bán chạy nhất thế giới. Trước Iraq, tháng 2 năm 2024, Ả Rập Xê Út, đại gia vũ khí Trung Đông, đã đạt được thỏa thuận về việc nhập khẩu 10 khẩu đội M-SAM-2 với tổng giá trị 3,2 tỷ đô. Trước nữa, vào tháng 1 năm 2023, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đạt được thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ đô để mua 12 khẩu đội tên lửa loại này. Như vậy, chỉ trong 2 năm, Hàn Quốc đã dành được gần 10 tỷ đô cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không, nhiều hơn bất cứ ông lớn vũ khí nào, kể cả Nga, Mỹ hay là Trung Quốc. Ở châu Âu, sau Ba Lan, vào cuối tháng 4 năm nay, Bộ Quốc phòng Romania đã xác nhận kế hoạch mua xe tăng chủ lực K2 báo đen của Hàn Quốc để thay thế dòng xe tăng TR-85M1 do nước này tự sản xuất. Đồng thời, Romania cũng đang lên kế hoạch tài chính về việc sẽ mua pháo tự hành K9, pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmu cũng như xe chiến đấu bộ binh K21 để hiện đại hóa toàn diện lục quân. Việc hàng loạt các quốc gia nhập khẩu vũ khí Hàn Quốc thực sự là cơn đại địa chấn trên toàn thế giới, bởi các bạn có thể tìm hiểu mà xem, chưa bao giờ có một nhà buôn vũ khí mới nổi nào trên thế giới mà lại gặt hái được các hợp đồng vũ khí tỷ đô liên tiếp như vậy, kể cả đó là Trung Quốc đi chẳng nữa. Vấn đề là ở chỗ, khá nhiều công nghệ vũ khí Hàn Quốc thực tế cũng chưa có nhiều cơ hội thực chiến, bởi có ai mong muốn chiến tranh đâu, dù họ vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với người anh em ruột thịt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Pháo K9 từng thử lửa, nhưng xe tăng K2, pháo phản lực K239 hay tên lửa M-SAM-2 chưa bao giờ có cơ hội thực chiến lên một lần. Dĩ nhiên, như đã từng nói nhiều lần, nếu cứ đem yếu tố thực chiến ra để yêu cầu điều kiện tiên quyết khi mua vũ khí thì thế giới này đã tận thế từ lâu rồi. Bởi các nhà buôn vũ khí sẽ phải thi nhau phát động chiến tranh, thử vũ khí mới thì mới mong bán được hàng phải không ạ? Vì vậy, thực chiến không phải là nhân tố quyết định trong việc mua bán vũ khí, chủ yếu người ta sẽ căn cứ vào uy tín, thương hiệu, quá trình thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và giá cả. Nhưng vũ khí Hàn Quốc thì không hề rẻ như Nga và Trung Quốc đâu nhé các bạn. Ví dụ như mẫu pháo tự hành K9 mà Việt Nam đang nhắm tới, hiện nay có giá bán lên tới 11,32 triệu đô một khẩu. Xe tăng K2 hiện có giá 8,5 triệu đô mỗi chiếc. Mỗi khẩu đội M-SAM-2 có giá tới 320 triệu đô. Trong khi pháo tự hành 2S-19 MSTAS của Nga sản xuất mới không quá 5 triệu đô mỗi khẩu, chúng tôi tìm được thông tin thời giá năm 2014 chỉ khoảng 3 triệu đô mỗi khẩu. Xe tăng T-90 có giá khoảng 4,5 triệu đô mỗi chiếc. Một tiểu đoàn tên lửa S-400 có tầm bắn đến 400 cây có giá chỉ khoảng 500 triệu đô. Trong khi tên lửa tầm trung tương đương M-SAM-2 ước chừng không quá 150 triệu đô một khẩu đội. Vậy, điều gì khiến vũ khí Hàn Quốc lại gặt hái được nhiều thành tựu như vậy trên thế giới? Mới đây, chúng tôi đã tìm được một vài ý kiến của giới phân tích Hàn Quốc hé lộ sự thành công tuyệt vời của họ đối với vị thế là một nhà buôn vũ khí mới nổi, còn thua xa về mặt kinh nghiệm so với các ông lớn ở phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, cũng như Nga và Trung Quốc. Đó là tốc độ sản xuất và bàn giao vũ khí trang bị nhanh khủng khiếp, có thể nói là nhanh nhất thế giới hiện nay. Ví dụ, với trường hợp Ba Lan, ngày 26 tháng 8 năm 2022, Ba Lan đã ký kết thỏa thuận chính thức mua 180 chiếc xe tăng K2 báo đen từ Hàn Quốc với tổng trị giá 3,37 tỷ đô. Hợp đồng bao gồm các chương trình huấn luyện, gói áo giáp phản ứng nổ, nửa triệu viên đạn 120 ly, 4,3 triệu viên đạn 7,62 ly và 12 đi 7.
Ngày 5 tháng 12 năm 2022, lô đầu tiên của 10 xe tăng K2 đã tới cảng Grinia, Ba Lan chỉ 4 tháng sau khi thỏa thuận được chính thức ký kết. Tính đến tháng 3 năm 2024, đã có 3 đợt xe tăng K2 được bàn giao với số lượng 31 chiếc. Và tính đến giữa năm nay, 2 đợt nữa bao gồm 14 chiếc đã lên đường tới Ba Lan. Với pháo tự hành K9, tốc độ sản xuất đáp ứng các hợp đồng lớn cũng diễn ra với tốc độ thần tốc. Ấn Độ ký hợp đồng mua 100 khẩu K9 vào tháng 3 năm 2017 với yêu cầu cung cấp nguyên chiếc 10 khẩu và hợp tác sản xuất 90 khẩu trong nước. Toàn bộ khối lượng công việc này hoàn tất vào đầu tháng 2 năm 2021, tính ra là 4 năm. Tháng 12 năm 2017, Na Uy ký mua 24 khẩu pháo tự hành K9 và 6 xe tiếp đạn K10 với tổng trị giá 230 triệu đô. Quá trình chuyển giao bắt đầu năm 2019, hoàn tất vào năm 2020. Nhưng thần tốc hơn cả phải kể đến việc cung cấp các tiêm kích FA-50. Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã ký thỏa thuận cung cấp 48 chiếc tiêm kích hạng nhẹ FA-50 cho Ba Lan. 15 tháng sau khi ký hợp đồng, 12 chiếc FA-50 Block 10 đã được bàn giao cho Ba Lan. Giai đoạn 2 của dự án, 36 chiếc FA-50 Block 20 sẽ được bàn giao trong năm nay và năm sau. Có thể nói, tốc độ chế tạo FA-50 là rất nhanh, dù đây là mẫu tiêm kích siêu âm với độ phức tạp cao. Thực tế, với dòng FA-50, trước đó, Hàn Quốc đã thể hiện năng lực sản xuất chóng mặt với nhiều đối tác khác. Vào tháng 3 năm 2014, Bộ Quốc phòng Philippines ký mua 12 chiếc FA-50 với giá 421 triệu đô đến tháng 11 năm 2015. Quá trình chuyển giao đã bắt đầu và hoàn thành vào tháng 5 năm 2017. Indonesia đặt bút ký mua 16 chiếc T-50 phiên bản ban đầu của FA-50 vào tháng 5 năm 2011. Thì tới tháng 1 năm 2014, trung bình 2 năm, hợp đồng được hoàn tất. Tốc độ này vượt trội đồng minh số 1 của Hàn Quốc, người Mỹ, kể cả người Nga trong việc sản xuất máy bay chiến đấu. Theo giới phân tích, sở dĩ ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đạt được tốc độ sản xuất nhanh tới như vậy vì họ không rơi vào tình trạng ngủ đông an ninh sau năm 1991 như ở Mỹ và châu Âu. Sau khi Liên Xô tan rã, chạy đua vũ trang kết thúc, hầu hết các công ty quốc phòng ở châu Âu đã bị giải thể hoặc hoạt động cầm chừng do lực lượng quốc phòng các nước cắt giảm chi tiêu quân sự, thu hẹp quy mô. Không nói đùa, năng lực quân sự nhiều quốc gia NATO hiện nay còn thua cả quân đội nhân dân Việt Nam về quy mô ấy chứ. Và điều này được thể hiện rõ nét trong cuộc xung đột Ukraine khi cả khối NATO hợp lại cũng không cung cấp đủ nguồn cung đạn pháo cho Ukraine, trong khi phía đầu kia chỉ có nền công nghiệp quốc phòng Nga đủ sức cầm cự. Theo các đánh giá, tính đến tháng 2 năm 2023, một năm sau khi chiến sự nổ ra, sản lượng cả châu Âu ước tính chỉ đạt 300.000 viên đạn pháo một năm và cho tới bây giờ, lời hứa về 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine vẫn chưa thể hoàn thành. Trong một báo cáo hồi tháng 5 năm 2024, sự việc mới vỡ lở ra rằng cả Liên minh châu Âu hiện nay chỉ còn một nhà máy chế tạo thuốc nổ TNT ở phía bắc Ba Lan. Loại thuốc nổ này dùng để chế tạo các đầu đạn pháo, đầu đạn tên lửa. Và chỉ có hai nhà máy ở Na Uy và Pháp là đủ năng lực chế tạo thuốc nổ làm liều phóng theo tiêu chuẩn của NATO. Việc tái khởi động các nhà máy sản xuất thuốc nổ tốn khá nhiều thời gian và ngân sách. Tập đoàn Rheinmetall của Đức đang xây dựng một nhà máy ở Hungary, song dây chuyền phải tới năm 2027 mới hoạt động. Một chút ví dụ để chúng ta thấy được rằng vũ khí là một chuyện, nhưng việc sản xuất vũ khí nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố của nền công nghiệp quốc phòng. Hàn Quốc, với việc luôn trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên, thực tế họ vẫn luôn ở trong tình trạng chạy đua vũ trang giữa hai miền. Điều đó khiến tổ hợp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc luôn ở trong tình trạng chuông reo là bắn với mức độ sẵn sàng cực cao. Việc này giúp cho họ nhanh chóng thực hiện các đơn hàng quốc phòng rất nhanh so với nhiều nhà thầu khác. Đôi khi, tùy vào tình hình cụ thể, người ta có thể biến nhược điểm của cái này trở thành ưu điểm của cái kia. Tốc độ sản xuất, bàn giao vũ khí cũng là một nhân tố trong vô số nhân tố quan trọng của một hợp đồng cung cấp vũ khí trang bị. Bạn thử nghĩ xem, chúng ta cần mua 100 khẩu pháo tự hành trong vòng 2-3 năm để tăng cường lực lượng mà đối tác phải mất 5-7 năm mới đáp ứng được, cũng tạo ra những thách thức không nhỏ cho lực lượng quân sự trong bối cảnh cấp thiết của việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Xin nhắc lại hợp đồng mua các tàu Gepard 3.9 với Nga. Cặp đầu tiên, tàu 011 và 012 ký mua năm 2007, mất 4 năm sau mới bàn giao. Cặp thứ hai mang số hiệu 015 và 016, ký mua khoảng năm 2012, khởi đóng năm 2013 và đến năm 2018 mới hoàn thành. Như vậy, chúng ta mất hơn 10 năm mới đưa vào biên chế 4 tàu chiến 2.000 tấn. Khoảng 10 năm đã nảy sinh khá nhiều phương án khác, hợp lý hơn, cũng như đối phương đã có bước phát triển vượt bậc. Trong khi với thời gian chờ đợi dài, nó cũng ảnh hưởng tới các bước tiếp theo trong kế hoạch hiện đại hóa hải quân. Bằng chứng là tốc độ trang bị cặp thứ ba đã thất bại khi tình hình chính trị chuyển biến nhanh, xấu đi nhanh chóng. Tất nhiên, ở đây chúng tôi không chê trách năng lực của đóng tàu quân sự Nga vì đôi khi sự chậm trễ còn do nhiều yếu tố khác của cả hai bên, cụ thể là gì thì đó lại là một câu chuyện bí mật. Nhưng rõ ràng, tốc độ chuyển giao vũ khí thần tốc trong tình huống chiến sự như chúng ta đã thấy chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng.
Bên cạnh đó, một lợi thế nữa khiến ngày càng nhiều quốc gia trở nên ưa chuộng vũ khí Hàn Quốc đó là sự cởi mở trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất. Đây là điều mà không nhiều nền quốc phòng trên thế giới sẵn sàng. Hoặc cũng có bên sẵn sàng chuyển giao công nghệ, nhưng các điều kiện, yêu cầu về chi phí, giá cả không phải là một điều dễ dàng. Chúng tôi không dám võ đoán với người Nga thì như thế nào khi mà họ đã chuyển giao công nghệ sản xuất đề án tàu tên lửa 12418 cho Việt Nam, thì liệu có sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất xe tăng T-90 tiêm kích Su-30 MK2 hay không thì không rõ được. Thực tế, xét lịch sử giao dịch vũ khí Nga hiện nay, họ mới chỉ chuyển giao công nghệ sản xuất xe tăng T-90 cho Ấn Độ, tiêm kích Su-27 cho Trung Quốc và một phần dự án Su-30 MKI cho Ấn Độ. Nhưng mức độ tự chủ thì còn tùy thuộc vào nhiều vấn đề. Nhưng với Hàn Quốc, họ có một danh mục chuyển giao công nghệ sản xuất khá dễ dàng cho hàng loạt các đối tác với hợp đồng khổng lồ. Đó có thể là một miếng bánh ngon ăn khi nhiều quốc gia mong muốn phát triển nền công nghiệp quốc phòng của mình thông qua việc hợp tác sản xuất vũ khí tiên tiến. Điển hình là mẫu pháo tự hành K9, nhắc lại rằng vào năm 2017, Ấn Độ đã duyệt hợp đồng 646 triệu đô mua 100 khẩu K9, trong đó 10 khẩu sản xuất tại Hàn Quốc, 90 khẩu còn lại được sản xuất tại Ấn Độ. Và chỉ mất có 4 năm tới năm 2021, hợp đồng hoàn tất, như vậy là tốc độ rất cao. Với Việt Nam, nếu ta mua số lượng tương tự, với thỏa thuận tương tự, ước tính tới năm 2028 là có 100 khẩu K9, sau đó ta có thể nghĩ tới nhiều thứ xa xôi hơn. Ở Ấn Độ, dựa trên các công nghệ Hàn Quốc chuyển giao, họ đang nghiên cứu xe tăng hạng nhẹ dựa trên mẫu K9. Ngoài ra, họ đang phát triển một loạt các công nghệ đạn pháo tăng tầm, thông minh, cỡ 155 ly. Đặc biệt là thương vụ với Ai Cập, đáng chú ý, trong cuộc cạnh tranh tại xứ sở Kim Tự Tháp, pháo tự hành K9 đã đánh bại pháo tự hành Caesar từ Pháp, HS-35 từ Nga và PRZ-45 của Trung Quốc. Trong quá trình thử nghiệm, K9 đã bắn trúng mục tiêu mô phỏng tàu chiến đang tiến vào bờ biển. Tháng 2 năm 2022, Ai Cập đã ký thỏa thuận 1,6 tỷ đô với Hàn Quốc mua dây chuyền sản xuất 200 khẩu K9A1 EGI và 100 xe tiếp đạn K10. Theo thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ đảm trách việc sản xuất một lô nhỏ trong khi xây dựng dây chuyền chế tạo tại Ai Cập với tỷ lệ nội địa hóa 50%. Dự kiến, trong 5 năm, Ai Cập sẽ tăng tỷ lệ nội địa hóa lên 67%. Tính tới tháng 10 năm 2023, pháo tự hành K9A1 đã xuất hiện trong sư đoàn thiết giáp số 4 của lục quân Ai Cập. Tương tự, Hàn Quốc đã chấp thuận chuyển giao công nghệ sản xuất pháo tự hành K9, pháo phần lực K239 và xe tăng K2 cho Ba Lan. Romania cũng có thể sẽ nhận được quyền tương đương. Ở Đông Nam Á, trong thương vụ cung cấp 3 tàu ngầm diesel điện 1.400 tấn lớp trang Bogo cho Indonesia, Hàn Quốc đã nhất trí cung cấp một phần công nghệ sản xuất, chế tạo 1/3 chiếc tàu ngầm hiện đại tại quốc gia vạn đảo này. Có thể thấy, tốc độ giao hàng nhanh, sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất là những ưu thế của công nghệ vũ khí Hàn Quốc hiện nay, kết hợp với tính năng hiện đại không thua kém các nền tảng công nghệ của phương Tây, đã giúp xứ sở Kim Chi gặt hái được nhiều thắng lợi chấn động trên thị trường vũ khí toàn cầu. Tất nhiên, đây chỉ là một trong nhiều yếu tố để chọn lựa vũ khí, nhưng có những thời điểm, yêu cầu tiên quyết của việc chuyển giao công nghệ sản xuất lại trở thành vấn đề mấu chốt của một thương vụ. Như Việt Nam, chúng ta hiện nay đang chú trọng hết sức trong việc đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng nội địa, thì việc yêu cầu chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí trong nước lại trở thành một yếu tố tiên quyết. Đó có thể là những lý do khiến chúng ta chú ý tới pháo tự hành K9 hơn là các giải pháp truyền thống từ Nga.